Ok, và chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo về con game hơi thở mặt trời và đến với con ác của anh Kaiser tiếp tục nha. Hôm qua có cái bản update mới và chúng ta đã nâng cấp được thêm sao mới cho tướng rồi anh em nha. Đây, chúng ta có thể là nâng cấp lên một sao thần của tướng em ạ và tốn rất rất nhiều vật phẩm luôn. Chúng ta sẽ tốn đến 3 tướng trùng 5 sao này. Đấy, ví dụ như là ở đây Akaza thì chúng ta cần đến 3 Akaza 5 sao. Tiếp tục chúng ta sẽ cần thêm 3 tướng cùng hệ. Đấy, 6 sao. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần thêm một tướng gọi là bất kỳ nên được một sao đỏ em nhé, một sao cam. Đấy thì nó tốn rất rất nhiều vật phẩm nên là ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định sử dụng con áp của anh Kaiser để mà nâng cấp một trong hai quỷ. Akaza thì hiện tại khá là khó kiếm, khi mà ở trong vòng quay thì vẫn còn vị tướng này và tốn rất nhiều kim cương để sở hữu được một em. Và ở trong cái phần túi đồ của chúng ta thì cái thẻ quỷ ERN2 thì nó vẫn chưa cho vào nên là chúng ta chỉ nâng cấp được một trong hai, đó là Gyotaro hoặc là Daiki Blood Demon thôi. Và đây thì mình, nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Quyết định nâng cấp Daiki Blood Demon em nhé. Quyết định nâng cấp em này. Chúng ta sẽ cần 3 Daiki Blood Demon. Chúng ta sẽ nâng cấp thêm 3 quỷ 6 sao đã. Lưu ý thêm là chúng ta sẽ tốn 20.000 cái viên đá tiếng bậc nha. 20.000 viên thì ở đây mình đã đủ 20.000 viên rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi nâng cấp, tại vì hiện tại nó cũng đang có cái sự kiện nữa. Nó có cái sự kiện là đâu nhỉ? Có một cái sự kiện gì nâng cấp luyện tướng cái này thì mình cũng sẽ luyện luôn để lấy quả. Quỷ thăng cấp quỷ này. Quỷ ở đây thì chúng ta sẽ cần nâng cấp mấy em này lên 5 sao đã. Ok. Tiếp theo nâng cấp tiếp này, quỷ ở đây thì đang khá là nhiều phút anh em ạ. Nên là chúng ta có thể là nâng cấp sao lên ok. Không nâng cấp sao đủ thì cũng phải cố kiếm để mà nâng cấp cho nó đủ em nhé. Rồi, vậy là đổ thêm được 3 em quỷ. Ô, vẫn thêm được à? Ô, vẫn thêm được này. Chiến luôn. Trong túi bây giờ còn đang khá là nhiều quỷ. Chúng ta sẽ nâng cấp mấy em quỷ này lên 6 sao nha. Một em quỷ 6 sao này. Chúng ta sẽ cần thêm một em quỷ 6 sao nữa này. Ủa. Ây da, chích tịch thật. Mấy em quỷ này thì chúng ta sẽ tốn phút phết nhỉ. Sẽ nâng cấp Daiki lên 6 sao. 1, 2, 3, 4 này. Đấy. Chơi hết mấy em quỷ không dùng đến thì chỉ có làm phút thôi anh em. Vậy là được hai quỷ rồi. Hai quỷ 6 sao rồi. Nó đang thiếu quỷ à. Bây giờ thì mình sẽ đi trong túi đồ này. Ở đây thì nó sẽ còn rất là nhiều cái rương để mà lựa chọn tướng. Hoặc là chúng ta cũng có thể là vào shop để mà mua thêm những phút hệ quỷ. Có 3 quỷ ở đây, mình cứ mua hết thôi. Phút thì bây giờ nó đang rất cần em nha. Còn quỷ nào ở đây nữa hay không? Quỷ, đây có một quỷ này, 9.000 này. Đấy, mấy cái này thì cũng chỉ để làm phút mua. Mấy cái điểm này thì nó không có cái gì khác ngoài phút anh em ạ. 6.500 à. Chúng ta sẽ có 12.000 để mà mua được 50 mảnh quỷ. Rồi ok, chúng ta đã có thêm được ít quỷ. Đây còn thêm nhiều phút quỷ lắm anh em ạ. Mở này. Chúng ta sẽ mở thêm này. Tiếp tục này. Mình cứ ép hết vào thôi. Một quỷ tiếp. Tiếp tục một quỷ. Mình chỉ cần thêm một quỷ 6 sao nữa là ok anh em nhé. 7 này. Có thêm được 2 quỷ. Đây là nước. Đây là 2 quỷ 4 sao. Rương này tiếp này. Không có quỷ nào anh em ạ. Rồi. Không biết đã đủ để mà nâng cấp chưa. Chúng ta hãy cùng tiếp tục vào phần ép tiếp này. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 2 quỷ. Mình sẽ đi mở cái túi để kiếm thêm quỷ nữa nha. Ây da, mở 2 thôi.
hai quỷ này. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đi nâng cấp. Một em 6 sao đã là đủ. 1, 2, 3, 4. Ok. Rồi đã được 6 sao rồi anh em ơi. 3, 6 sao này. Cái nguyên liệu đã đủ rồi anh em nhá. Đây, 3 quỷ đây. Sau đó thì 3 đai kỳ. Và chúng ta sẽ cần thêm một em nữa nên được một sao cam. Ở đây thì mình sẽ dùng Daiki thường nha. Đấy. Và thêm 3 Daiki này nữa. Bây giờ thì sẽ ra phần túi của chúng ta và lựa chọn hai quỷ. Hai quỷ Daiki Blood Demon. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ nâng cấp em nha. Một quá trình khá là ghê gớm đấy anh em ạ. Cái này thì chúng ta cần phải lưu lại những cái chỉ số mặc định hiện tại của con arc này. Mình sẽ lưu lại sau đó tí so sánh chỉ số em nhé. Đây anh em hãy so sánh cái chỉ số xem là chúng ta có cái gì hấp dẫn nhé. Rồi. Bây giờ thì đang là 937.000 lực chiến này. Nâng cấp lên 1 sao. Lưu ý là khi nâng cấp lên 1 sao thần chúng ta sẽ mở thêm được cái phần thức tỉnh em ạ. Nâng cấp Daiki thường cho 3 đai cho 3 phút vào. Chết tiệt, mình phải mở thêm một viên nữa, một em nữa, lại cứ nhầm tưởng Gyotaro. Gyotaro hiện tại đã có một, nhưng mà mình tại vì là Daiki Blood Demon nó có trang phục với lại nó khá là đẹp ấy. 1 2 3 1. Ok, sau đó thì mình sẽ lâng sao em nhé. Ui mẹ, khách đòi điều kiện gì thì khổ đấy. Ôi, chà. Rồi, chúng ta đã nâng cấp lên được 1 sao thần. 2 sao thần thì nó vẫn chưa mở em nhé. Chúng ta có được giảm 15% sát thương khi đánh chí mạng. Khi mà nâng cấp lên 2 sao thần. Đổi tướng à. Quay trở lại với phần thông số. Ủa, nó lên ghê đấy nhỉ. Ui, phải trưởng chỉ số đầu của nó là 937.000. Mà bây giờ nó lên 1.200.000. 1.22.000. Ui, nó ngang với lại Akaza. Cao hơn Akaza luôn. Ui, Daiki Blood Demon này. Cái ra mà có đồ mà nâng cấp cho Akaza thì ok hơn. Tuy thế thì khó, với cái số lượng kim cương này không đủ đâu anh em. Số lượng kim cương còn không đủ đâu. Đấy, nó cần đến 3 Akaza 5 sao trùng. Đấy, ok, Daiki này. Daiki Blood Demon. Quá ghê gớm luôn anh em ạ. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile. Anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé. 5.000 này, hai cái công thợ săn. Tăng cái level lên level 260. 32 triệu XP luôn. Lên được 1.32 triệu. Kiếm đạo mình sẽ nâng cấp lên này. 40 rồi. Không đủ lên 50 à. Chắc lên được 45 thôi anh em nha. Đấy. Thiếu một viên đá sách quỷ. Để xem nào. Nó yêu cầu là 50 hay 40 thì mới nâng cấp được cái đấy nhỉ. Dùng hết. Tiếp tục dùng thêm 260. 160. Ôi sao còn nhiều thế. Rồi. Quay trở ra tiếp tục nào. Kiếm đạn. Đó, đủ luôn này. Rồi. Lên cấp 50 thì nó mới cho thêm anh em nhé. 45 rồi. Đủ lên 10 không? Không đủ. Thôi cái này cứ nâng cấp được bao nhiêu thì nâng cấp thôi anh em. Rồi, lên được 48 em ạ. Đấy. Và mặc lại trang phục thôi. Vậy là chúng ta đã có 1.33 triệu khi mặc thêm trang phục nữa anh em nhé. Đấy, ok chưa? Ok chưa? Với các cái chỉ số được tăng thêm như sau. Lúc đầu công ở đây là 126.000. Giờ nó lên được gần 200.000 này. Máu ở đây nó lên từ đầu là 1.54 triệu. Giờ nó lên được 2.23 triệu. Còn ở cái phần thủ này nó đầu là 2.227, giờ lên được 2.313.
stock là lúc đầu là 1299, giờ nó lên là 1331 anh em ạ. Sát thương kỹ năng từ 3,5% lên 5,5%. Chí mạng vẫn như vậy. Miễn chống cũng tương tự như vậy, vẫn yên 20. Phá giáp cũng là 30,5% và sát thương chuẩn vẫn là 15%. Nó tăng công, máu, thổ, tốc độ. Đấy, nên với lại cả sát thương kỹ năng nên rất nhiều em ạ. Nó lên đột phá luôn. Quá ghê gớm. Sắp tới mà có thêm vật phẩm nâng cấp nữa thì chúng ta có thể là nâng cấp thêm cho Gyotaro hoặc là Akaza, khi mà chúng ta có thêm cho vào trong cái thẻ quỷ ấy, thẻ quỷ L2 ấy. Bây giờ thì lên được 6.21 triệu. Giờ chúng ta sẽ cùng đi đấu xem thế nào em nhé. Đây, cái icon một sao thần nó khác một hẳn anh em này. Đấy, icon một sao thần Akaza này. Rồi, đấu em ơi. Ok, cái ải này vẫn đang khá là khó qua anh em nha. Chúng ta có lượng sát thương rất là cao đến từ Akaza, tại vì là Akaza nó sống sót đến giây phút cuối cùng mà anh em. Ở đây Daiki của nó thì đang có cái sát thương cao thứ hai sau Akaza với 8.115.000. Sự chống chịu thì ok, Daiki Blood Demon đang là 3.9 triệu, gần 4 triệu em nha. Đứng thứ 3 thôi. Còn lượng hồi phục thì vẫn là Akaza. Đấy. Rồi, có tiền mà nâng cấp thêm được Akaza nên được một sao thần thì ngon, tuy thế thì tốn anh em ạ. Vừa kiếm thêm được hai cái món trang bị đỏ 2 sao, nâng cấp lên anh em nhá. Tuy thế là nó đã bị giảm lực chiến do là nó không kích được bộ em ạ. Tốn bao nhiêu? 1 triệu vàng. Ăn thua gì? Ok, giờ thì ép vào cho Daiki là lên lực chiến này, 3.36 triệu, kích bộ này. Rồi, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về cận cảnh quá trình nâng cấp Daiki Blood Demon nên được một sao thần. Anh em có suy nghĩ gì về cái nguyên liệu để mà nâng cấp, hãy comment phía dưới giúp mình nha. Sức mạnh tăng lên đáng kể đó anh em. Một lần nữa rất cảm ơn anh Nguyễn Trung Hiếu đã hỗ trợ em con ác này để quay video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em và chúc anh em chơi game vui vẻ. Chúc anh em sớm sẽ nâng cấp lên được một sao thần nha. Bye bye.